Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Sách Crayon. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 3, Progress Check 367, trang 67. Phần Writing, hãy viết một blog entry về món ăn yêu thích của bạn. Khoảng 50 từ. Theo hướng dẫn dưới đây. Rồi, chúng ta cùng nhau viết cái bài này. Chào mọi người, món ăn yêu thích của tôi là món gì đó? Nó là một món ăn về là nguyên liệu gồm những cái gì? Nó rất dễ hay khó để làm? Tôi thích nó bởi vì sao? Bây giờ chúng ta sẽ viết. Viết nào. Bài số mấy? Chúng ta đang làm bài Bài số 8, trang 67. Hi everyone. My favorite meal là món ăn. My favorite meal is cucumber salad dưa leo. Nha. Rồi cái tiếp này. Is a dish. A raw vegetable, rau tươi. Subject, slice, dưa chuột salad, cucumber, dưa chuột salad, cucumber. Rồi gì nữa? Cà chua này, tomato. Lettuce, sugar, đường này, lemon juice này, nước chanh để bóp, lemon juice. Rồi lemon juice là nước chanh và nước sốt. And mayonnaise, nước sốt. Rồi tiếp theo. Nó rất là dễ để làm, cái món này thì quá dễ luôn. It's easy and simple, đơn giản. Simple là đơn giản. To make. I like it. Because tôi thích món này bởi vì nó is healthy. And cheap. This món ăn này help me giúp tôi sao? Giúp tôi keep strong, mạnh khỏe. And stay in shape. Và tương tự cái này các bạn có thể biết những món ăn khác nhé. Các bạn có thể biết những món ăn khác như là món gì? Trứng chiên omelet. Trứng chiên, rồi trứng luộc, rồi thịt, các kiểu đó, các bạn có thể viết, hoặc là bánh nhé. Ok, bài của chúng ta đến đây là hết rồi, và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo. Goodbye and see you later.